Chào tất cả các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải chi tiết của bài 2 sách giáo khoa trang 69. Đề bài yêu cầu cho hai đường thẳng XY và ST cắt nhau tại O, trong các góc tạo thành có góc 40 độ. Vẽ đường tròn tâm O, tính số đo các góc ở tâm xác định bởi 2 trong 4 tia góc O. Thì đây là hình ảnh minh họa cho bài toán này. Cho hai đường thẳng XY và ST cắt nhau tại O, vẽ đường tròn tâm O. Đấy, trong các góc tạo thành thì có một góc bằng 40 độ. Tính các góc tạo bởi 2 trong 4 tia. Thế thì ở đây có tất cả là 4 tia, tia OX này, OS, OT và OY. Lần lượt tạo với nhau thì tạo thành 4 góc. Đấy, thứ nhất là góc, ở đây cô sẽ đánh số đây các bạn, nhìn dễ quan sát hơn. O1 này, O2, O3 và O4 đúng không? Rồi thì ở đây thì đề bài cho sẵn là ở đây cô sẽ lấy luôn số đo của góc O4 là bằng 40 độ. Thế thì ở đây chúng ta sẽ tính được ngay góc O2, bởi vì O4 và O2 có quan hệ đối đỉnh. Hai góc có quan hệ đối đỉnh nằm ở vị trí đối đỉnh thì có số đo bằng nhau. Vậy O4 bằng 40 thì O2 cũng bằng 40. Đấy, còn lại là góc O1 và O3 thì chúng ta sẽ dựa vào kiến thức về hai góc kề bù. Chúng ta có O1 và O2 là hai góc kề bù. Hai góc kề bù thì có tổng số đo 180 độ. Biết số đo góc O2 rồi thì các bạn tính được số đo góc O1. Đấy, sử dụng kiến thức về hai góc đối đỉnh một lần nữa thì chúng ta sẽ tính ra được số đo của góc O3. Từ đây cô có lời giải chi tiết như sau. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ tính O2 dựa vào quan hệ hai góc đối đỉnh. Vì O2 và O4 là hai góc đối đỉnh. Suy ra O2 bằng O4 và bằng 40 độ. Đấy, như vậy là chúng ta tính được số đo góc O2. Bây giờ chúng ta sẽ tính số đo góc O1 dựa vào quan hệ hai góc kề bù. Vì O1 và O2 là hai góc kề bù. Đây là những kiến thức mà chúng ta đã học ở lớp 7. Suy ra O1 cộng O2 sẽ bằng 180 độ. Đấy, suy ra O1 sẽ bằng 180 độ trừ O2 và bằng 180 độ trừ 40 độ bằng 140 độ. Sử dụng tính chất hai góc đối đỉnh một lần nữa để chúng ta tính được O3. Là vì O1 và O3 là hai góc đối đỉnh. Vậy suy ra O1 bằng O3 và bằng 140 độ. Vậy là chúng ta đã tính được tất cả các góc ở đỉnh O tạo bởi 2 trong 4 tia đúng không?